Chào tất cả các bạn, hôm nay shop Hòa Phương xin trân trọng giới thiệu sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Chính Phủ Hàn Quốc 60 viên. An Cung Ngưu Trầm Hương Mu Gung Ha Gong Jinbo hộp 60 viên đã được Chính phủ Hàn Quốc công nhận và cấp bằng sáng chế An Cung Trầm Hương Sâm Núi 100% đạt tiêu chuẩn và được xem là quốc bảo của Hàn Quốc. Không có bất kỳ một mẫu xuất khẩu nào ra các quốc gia khác. Và số lượng sản xuất có hạn và đối tượng người sử dụng cũng rất hạn chế. Hoàng Hoàn Chính Phủ, đúng như tên gọi của nó, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Trầm Hương Sâm Núi là sự kết hợp tinh hoa của nhiều bài thuốc nổi tiếng dùng trong việc phòng chống tai biến mạch máu não và ngăn chặn các biến chứng của bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch, tạo nên một sản phẩm tên tuổi rạng danh của quốc gia. Sản phẩm này đã được khoa học chứng minh hoàn toàn lành tính, hiệu quả, được các chuyên gia khuyến khích sử dụng. Công dụng của sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Chính Phủ là sự kết hợp hoàn hảo giữa các phương thuốc truyền thống và một số loại thảo dược thiên nhiên quý giá khác. Sản phẩm được đánh giá là giải pháp lý tưởng dành cho sức khỏe con người, có khả năng phòng bệnh cao, ngừa bệnh tai biến, cải thiện tình trạng đau đầu, chứng thiếu máu não và rối loạn tiền đình. Trội của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn có thể kể đến như sau. Thứ nhất là hỗ trợ cấp cứu đột quỵ kịp thời, phòng ngừa và hỗ trợ chữa trị chứng đột quỵ, xuất huyết não, liệt toàn thân, liệt tay chân, khiếm khuyết về ngôn ngữ, khó nuốt, hôn mê, tê liệt ở mạch, tim đập nhanh, hô hấp khó, tinh thần bất an, đau co giật cấp và mãn tính, rối loạn thần kinh thực vật, bất tỉnh. Thứ hai là dự phòng đột quỵ não khi có dấu hiệu cơn đột quỵ có thể xảy ra. Sử dụng An Cung Ngưu Hoàng kịp thời sẽ giúp cải thiện tình hình. Thứ ba là phục hồi di chứng đột quỵ. An Cung Ngưu Hoàng có tác dụng ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, giúp phục hồi hệ thần kinh chức năng cho những bệnh nhân mới và những bệnh nhân đã bị tai biến mạch máu não lâu ngày. Tăng cường lưu thông máu, giúp quá trình phục hồi và trị liệu diễn ra nhanh hơn. Thứ tư là hỗ trợ lưu thông máu tốt, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành, hỗ trợ người rối loạn tiền đình. Năm là giảm suy nhược thần kinh do áp lực công việc. Và cải thiện giọng nói và linh hoạt cơ miệng của người sau tai biến. Thứ bảy, tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng tránh các bệnh về cảm cúm, ho, sổ mũi. Đối tượng sử dụng sản phẩm. Thứ nhất là bệnh nhân đột quỵ có các triệu chứng như hôn mê, mê sảng, viêm não, sốt cao, co giật. Thứ hai là người có huyết áp thấp, biến chứng do tai biến mạch máu não. Thứ ba là người có tiền sử về bệnh tim mạch, huyết áp, tim đập nhanh. Thứ tư là người bị rối loạn tiền đình hay có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đi đứng không vững, suy giảm trí nhớ. Thứ năm là người cao tuổi cần ngăn ngừa chứng cao huyết áp và đột quỵ. Liều lượng và cách dùng. Dùng sản phẩm bằng cách nhai trực tiếp và uống cùng nước ấm. Nếu không quen nhai trực tiếp, có thể mài nhỏ hòa với nước ấm để uống. Mỗi đợt dùng khoảng 10 đến 15 ngày, sau đó ngưng vài ngày bắt đầu uống lại. Ngưng sử dụng nếu xảy ra các trường hợp sau: bất tỉnh, chân tay lạnh, mạch yếu hoặc không có mạch. Không dùng cho phụ nữ có thai vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Nên có chế độ ăn uống hợp lý, tránh các chất kích thích và các thức ăn chua cay hoặc có nhiều chất béo. Hoàng Hoàng Chính Phủ là một trong những sản phẩm được ví như là viên thuốc vàng trong làng điều trị tai biến, đột quỵ, huyết áp.
Nếu trong gia đình bạn đang có người bệnh về đột quỵ, tai biến hoặc huyết áp, hoặc là gia đình bạn đã có ông bà cha mẹ lớn tuổi, các bạn nên mua một cái hộp an cung ngư hoàng hoàn này để chúng ta sử dụng cho người lớn tuổi, vì về mùa lạnh thì người già rất dễ bị đột quỵ, tai biến. Chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các bạn muốn mua hàng, xin gọi điện thoại đến số 0925 366 299 để được tư vấn và mua hàng. Đây là một cái sản phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc và được ví như là viên thuốc vàng của làng điều trị đột quỵ, tai biến, huyết áp. Để mua sản phẩm thì các bạn có thể gọi điện thoại đến số 0925 366 299 để được tư vấn mua sản phẩm. Các bạn có thể kết bạn Zalo hoặc là các bạn xem trong phần mô tả shop Hà Phương có để đường link Facebook. Các bạn có thể nhắn tin qua Facebook hoặc là nhắn tin qua Zalo. Chúng ta gửi hình ảnh sản phẩm cần mua thì shop Hà Phương sẽ tư vấn và ship hàng cho các bạn. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ shop Hà Phương. Nhớ like, share để nhiều người biết đến sản phẩm ưu việt của Hàn Quốc. Đây là một cái sản phẩm đã được chính phủ Hàn Quốc công nhận và cấp bằng sáng chế An Cung Trầm Hương Sâm Núi, 100% đạt tiêu chuẩn và được xem là quốc bảo của Hàn Quốc. Như vậy thì không có lý do gì mà chúng ta không trang bị cho gia đình mình một cái hộp An Cung Ngưu Hoàng Hoàn này để phòng chống tai biến, đột quỵ, huyết áp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.